Những ngày tháng 3 đến cuối tháng 4, thành phố Đà Lạt vốn đã mơ mộng lại càng thêm quyến rũ, nhuốm chút mơ màng bởi màu tím của hoa phượng. Cứ vào tầm tháng 3 đến cuối tháng 4 thì các con đường lớn nhỏ quanh Đà Lạt đều được nhuộm tím bởi những cây phượng. Và cũng chính cái màu tím ấy đã làm nên một điều đặc biệt cho Đà Lạt. Bởi chỉ có ở vùng cao nguyên này, ở nơi có khí hậu mát mẻ và xe lạnh này mới có thể làm nơi sinh sống cho loài hoa mỏng manh kia. Phượng tím được xem là loài hoa đặc trưng của vùng đất lạnh Đà Lạt. Thời gian để từ nụ hoa nở đến khi tàn dụng kéo dài 3 đến 5 ngày. Các hoa thường thay phiên nhau đua nở trong vòng 4 đến 5 tháng. Vào mùa phượng tím, thành phố Đà Lạt thu hút hàng ngàn lượt du khách ghé thăm. Những con đường như Hai Bà Trưng, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai là những con đường được nhuộm tím thơ mộng nhất thành phố. Ngoài ra, quanh hồ Xuân Hương, dọc con đường vào chợ Đà Lạt, thung lũng tình yêu và thiền viện Trúc Lâm là những khoảng trời màu tím đẹp không kém cạnh gì những con đường tên thơ kia.